Dạ vâng ạ. Em Huy xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube cũng như toàn thể các quý khách yêu âm thanh hàng bãi các bác nhé. Vâng, lại là em Huy đây các bác ạ. Vâng, thì mấy ngày qua em đã lên cho các bác tất cả dòng full 30 và 40 rồi các bác ạ. Hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một lô loa Martin cánh én các bác nhé. Vâng, thì các bác, lô loa này thì kết hợp là rất chi là nhiều màu các bác ạ. Nó tới 5 màu các bác ạ. Lô loa này là lô loa ngũ sắc đấy các bác ạ. Thì đầu tiên em cho các bác đi xem về cái thiết kế cũng như là cái thùng của em nó các bác nhé. Vâng, thì đây là các bác này, là thùng của em nó này các bác. Thiết kế thùng cân một dòng full 25 các bác ạ. Đó, của Martin cái nhén đây các bác này. Đó, thì em cũng báo cáo với các bác luôn là ở logo của em nó là Martin cái nhén, mà nhưng có những đôi là họ đã bị rơi mất tem rồi. Đó, họ bỏ gắn tem TG các bác nhé, TG Pro. Đó, thì cái tem này nó lại đẹp hơn các bác. Cái tem này thì nó lại là tem bằng nhôm các bác, nhưng mà nói em cũng phải chi tiết cho các bác. Đấy. À, cái tem này của nó thì là tem bằng nhựa các bác nhá. Cánh nhén, Martin cánh nhén, còn mà tem này thì nó lại bằng nhôm các bác. Như vàng, và thiết kế của em nó là thùng cân rất chi là gọn gàng và xinh xắn các bác nhá, rất chi là gọn gàng và xinh xắn. Hai bên nẹp của em nó là nẹp nhôm các bác nhá. Hai bên nẹp của em nó mà được thiết kế là nẹp nhôm các bác ạ. Và thùng của em nó là thùng cân. Và em cũng báo cáo với các bác rằng tất cả nước sơn của em nó là nước sơn zin hết cho các bác. Các bác nhá, nước sơn zin cho các bác. Đó, 5 màu. Đấy, các bác thích chọn màu nào cũng được. Đó các bác này, hồng này, trắng này, và xanh và đen. À, các bác có cả màu đen kìa, các bác có đôi màu đen. Đó, thì em vừa về thì em đã lên sóng chi tiết kỹ lưỡng cho các bác. Một dòng full 25 này thì các bác để cho các bác chơi những căn phòng của nhà các bác là từ 25 mét vuông đồn lại. Các bác nhá, các bác chơi đôi loa này. Vâng, em mời các bác đi xem nội thất giúp em. Đây các bác. Vâng, thì cái đôi loa này rất chi là xịn các bác. Đây các bác nhìn đây. Các cụ đã bảo rồi, xem mặt mà bắt hình dong con lợn là có béo thì bộ lòng nó mới ngon, đúng các bác. Đấy, các bác nhìn cái nội thất của nó thì không thể cưỡng lại được. Nói thực sự mà nói các bác. Này các bác có muốn chơi em nó hay không thôi. Chứ cái nội thất của con loa này và chất của con loa này thì không thể chê được vào đâu rồi. Đó các bác. Họ sử dụng là cổ chép của BNC. Các bác nhá, họ sử dụng là cổ chép của BNC. Đó. Italia. Đó. Cổ chép này được nhập khẩu của BNC các bác nhá. Và số em may của nó còn đầy đủ cho các bác. Và các bác nhìn cái kẹp inox này của nó chưa có dấu hiệu gì gọi là bào mòn theo thời gian. Các bạn, nếu mà cái chép của BNC này thì nó cực kỳ nổi tiếng rồi. Đó. Con chép là chép nhập khẩu các bạn nhé. Nhập khẩu của Italia. Đó. Và con bát này của em nó thì nó lại sử dụng là con bát của Martin cánh én của Anh Quốc, sản xuất tại Anh. Đây các bác, Martin cánh én. Các bác nhìn cái từ của nó rất chi là dày. Các bác nhìn này. Đó. Mã từ của nó đây này các bạn. Đó. Đó các bác nhìn này. Đây là số em mây của mã từ của nó đây các bạn. Và côn của nó đây các bạn. Đó, côn của nó còn zin 100% cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn cái kẹp inox của nó này, sáng quắc cho các bác. Mà cái tiếng bát này của nó, cái bát này của nó rất chi là gấu. Đó các bác nhá, rất chi là gấu cho các bác. Zin 100% cho các bác, hay lắm các bạn. Nó này thì nó tuyệt vời, không hay các bác gửi, có quyền gửi hàng lại cho em. Gân của nó sử dụng gân hai sóng, mang vải offer lồi. Các bác nhá, gân hai sóng mang vải offer lồi đó các bác. Và em cho các bác đi xem về cái phân thần của em nó. Đó, phân thần của em nó đây. Phân thần của em nó thì sử dụng là phân thần dối. Phân thần dối thì nó hiếm hơn là phân thần bo mạch các bác nhá. Sử dụng là phân thần dối mà các bác nhìn này. Đó, phân thần dối nhiều bác chưa có phân biệt phân thần dối với lại phân thần bo mạch nó như thế nào. Có bác thì để nhiều bác lại chưa bảo là ở cái phân thần này chắc là nó về nó hàn vào miếng gỗ. Đó, nó rất là thô đúng không các bác. Các bác thật chất là để cho những bác chơi âm thanh các bác hiểu biết, các bác biết phân thần dối nó chất như thế nào và nó hiếm gặp. Các bạn, đây là sử dụng phân thần dối và trải nhôm mạ đồng các bạn. Và thùng của em nó bông tiêu âm này dạng thủy tinh rồi, các bạn nhìn bông tiêu âm rất chi là dày đặn. Đó, và thùng của em nó được thiết kế là gỗ ván ép bạch dương, tất cả lỗ ốc chôn khuyên hết cho các bạn. Đó, và lẹp căng của nó là lẹp inox các bạn nhá, lẹp căng của nó là lẹp inox. Đó, và em cho các bác xem lại cái cặp nội thất cái này của nó, các bác thấy xịn chưa? Đấy, muốn nói về một cái dòng loa này thì cái dòng loa này thì nếu như mà đúng ra là các bác, hai hãng âm thanh nổi tiếng của hai nước lại kết hợp, bởi vì thì Martin nhập khẩu chép của BNC Italia đây các bác nhá, thì các bác gọi là hai hãng âm thanh kết hợp sản xuất ra cái dòng loa này. Đó các bác nhá, hai hãng âm thanh lớn sản xuất ra cái dòng loa này nó rất chi là đẹp. Và các bác ạ, nội thất của nó rất chi là xịn sò cho các bác. Nói từng từ xịn thì có nên em không biết dùng gì từ tả được cái cặp bát, cái bát con chép này gọi lên rồi.
Nó rất chi là đẹp các bác nhá. Và 5 màu của các bác. Đấy, các bác thích màu đen. Đấy, các bác hãy gọi điện cho em. Mà các bác thích màu xanh, các bác cũng gọi điện cho em. Và tất cả màu này của nó là sơn zin đấy các bác nhá. Sơn zin hết. Các bác nhá, sơn zin hết, không có là gọi là sơn lại đâu các bác nhá. Sơn zin hết các bác, thông bản thông số kỹ thuật của em nó đây. Các bác nhìn này. F310. Đấy các bác nhá. Martin Pro Audio. Đó các bác nhá. Nhìn rất chi đẹp, số em mây của nó đây còn đầy đủ cho các bác. Chạm thông số, các bác nhìn cái chạm này, các bác biết là nó loa nó xịn sò này cơ nào. Đó, em không bán thế thôi, em bán là phải hàng chính hãng cho các bác. Còn em sẽ lên tất cả cho các bác những mặt hàng đấy là em nhập về là thương hiệu đến từ các nước khác nhau để cho các bác thoải mái các bác lựa chọn. Con này nó là thiết kế thùng cân, rất chi là thùng, rất chi là sâu và nó gọn đẹp cho các bác nhá. Và em có cả về cả GAE40 đây các bác. Đó, em có cả về cả GAE40 đây. Đó, GAE40 đây các bác này. Đó, và đấy em có cả màu vàng này các bác nhá. Đó, đôi loa này nó là Martin, nó có duy nhất một đôi màu vàng, bởi vì tất cả nó về là 5 màu. Đó, một đôi màu vàng, bác nào thích đôi màu vàng bác gọi cho em. Nó rất chi là đẹp. Nhìn các bác, nhìn đôi loa cảm thấy nó màu nó loè loẹt đúng không các bác? Có thật chất là nếu mà để mà chờ những cái đôi loa à những cái dòng loa này các bác để tách biệt là rất chi là đẹp các bác nhá. Đó. Và đẩy cờ rao của em đây. Các bác, đẩy cờ rao của em đây thì cái này trong quá trình là hôm qua hôm kia là các bác thấy nó bụi bẩn đúng không ạ? Đấy, hôm nay em đã các bác nhìn này. Đấy, đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác và đơn đóng hàng của em bắt đầu là hôm nay đã đóng hàng đi gửi đi cho các bác đây. Đẩy crowd. Đấy, em đã vệ sinh xong rất chi là sạch sẽ đẹp đẽ các bác và bên bưu điện đang lấy đi đây các bác. Đấy, những đôi loa RCF và những con đẩy của thằng những con đẩy crowd. Đấy các bác nhá. Hôm nay bắt đầu đóng đi đây. Em hãy nhẹ tay đi em nhá. Đấy các bác nhìn này. Đấy, và bây giờ buổi chiều ngày hôm nay bắt đầu là em đang chuẩn bị đóng hàng đi cho các bác nhá. Em đang đóng hàng đi cho các bác và xe bưu điện lấy đây các bác ạ. Vâng, thì em cũng cảm ơn tất cả các bác. Em cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng và ủng hộ em. Đấy, các bác nhá. Vâng, thì em chào và hẹn gặp lại các bác ở những buổi video sau, những buổi livestream sau. Và em chào và hẹn gặp lại ạ.